Xin chào tất cả các anh em. Và bây giờ là 1:45 sáng. 1:45. Thì mình tại sao mình lại quay clip này vào giờ này? Nghĩa là trên tay mình đang cầm một cây đàn mà mình đã đặt nó cách đây 2 tháng và mãi tới tận bây giờ thì nó mới về tay mình. Và mình vừa lấy nó về cách đây khoảng chừng tiếng đồng hồ hơn á. Cũng chờ. Chờ người ta đưa xuống cho mình. Lý do tại sao mình không để sáng mai mình quay mà để quay ngay bây giờ luôn, tại vì nó quá đẹp và mình háo hức, nó quá đẹp luôn mà mình quyết định là mình quay hôm nay. Đây anh em thấy nè, đây là một cây Classic Thin Body của thương hiệu Kalena với số model là Kalena AC05S đó. Và cái đàn này nó có cái bavel ở đây cực đẹp đó. Bằng gỗ ha, nó bằng gỗ chứ không phải bằng nhựa anh em ha. Cái bao bèo bằng gỗ. Rồi, đây là cái lưng. Cái hông chứ, xin lỗi, đây là cái hông. Đây là cái lưng của nó. Rồi, đây là cái EQ, EQ thần thánh. Nghĩa là chúng ta không cần kết nối ra loa, chúng ta có thể sử dụng được cái hiệu ứng của nó. Thì hiện nay mình vừa test sơ qua thì mình thấy nó có nút giữa là có volume nè. Nút giữa là để chỉnh volume. Cái này là chỉnh reverb. Reverb và mid. Còn cái này là chỉnh tiếng chorus và tiếng delay. Và thêm có một cái nút nữa là đó là công tắc để tắt mở cái EQ này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử một đoạn. Thấy không ạ? Mình chưa hề kết nối ra loa nha. Anh em có thấy nghe được cái hiệu ứng của nó không? Nè. Bây giờ nha, cái nút thứ nhất nè. Ở cái nút thứ nhất là cái nút công tắc để tắt mở cái EQ. Đó, bây giờ mình tắt nè, bây giờ mình mở nè. Đó, đèn này sáng lên là ok. Rồi. Đèn sáng lên rồi đúng không? Thì bây giờ cái nút này mình cho nó về mốc là 6 giờ đi ha. Thì từ khoảng từ 6 giờ cho tới 12 giờ nó là tiếng chorus. Đó anh em nghe. Từ 12 giờ cho vào cho tới 5 giờ là tiếng delay. Ma thật chưa? Khiếp chưa? Mình chỉnh hơi nhiều ha, delay mình sẽ giảm lại. Thật ra mình chỉnh cho anh em thấy rồi, để cho anh em nghe thấy rồi. Đó, mình giảm lại ở mức vừa phải là được. Rồi, cái nút ở giữa là để chỉnh cái volume. Cái loa nằm trong đàn á, nó có một cái loa nằm trong á, chỉnh volume ha. Nút giữa này để chỉnh volume. Lớn nhỏ gì đó, có hiệu ứng. Rồi, tiếp là cái nút bên đây. Cái nút bên đây nó cũng có hai chức năng. Khi anh em ấn vào là để kích hoạt cái công tắc mid. Là khi anh em nào đánh flamenco đó, anh em có thể gõ thùng, hoặc là các anh khi anh em đánh nè, là chúng ta bắt được cái tiếng gõ thùng đó. Còn mình không thích thì mình tắt đi. Còn cái chức năng thứ hai đó là nó tạo tiếng reverb ha. Nè, xin lỗi, để mình tắt cái bên này. Rồi, ok, chức năng thứ hai là tạo tiếng reverb. Đó, đây là tiếng reverb. Đúng không ạ? Rồi, thêm một ít chorus lên. Delay đi ha. Rồi. Đấy. Ok.
Thì đó là sơ bộ về cái EQ này. Bên mình không sử dụng nữa thì mình tắt. Và cái hay ho nữa là cái đàn này nó xài pin sạc anh em nha. Pin 18650. Nghĩa là nó xài cái pin này. Khi hết pin thì mình tháo pin ra là mình sạc. Thì cái này ở ngoài nhà sách người ta bán rất là nhiều nha. Cục này khoảng chừng 25.000 một cục á. Nó có dung lượng nó là 2.000 ha. Dung lượng nó 2.000. Cái mã của pin là pin, anh em chỉ cần ra nhà sách nó bán cho con cục pin pin sạc lại 18650 thì tất cả các tiệm điện nó đều có ha. Thế là mình sạc thôi. Thì nhà sản xuất họ có cho mình đi theo một cái cục sạc. Đợi mình xíu mình lấy cho. Gắn đúng đâu cộng trừ xem. Ok ok. Đó. Cắm vào đúng chỗ. Ok. Rồi bây giờ mình tắt lại, mình sẽ xét về âm thanh nọc ha. Thì nó cùng chất liệu với cây C5 Limited, cây Cordoba C5 Limited, nó cùng chất liệu luôn. Thì đâm ra là nó có âm thanh nó y chang cây C5 Limited, nhưng mà khác là khác cái EQ thôi. EQ của này có hiệu ứng. Còn EQ của Cordoba C5 đó là EQ Fitman. Còn này EQ dạng EQ của thằng Skysonic. Nó có hiệu ứng ha. Đó, thì mặt top phía trước á là top rules. Còn cái phần hông thì nó có cái bavel đây bằng gỗ. Bằng gỗ anh em nha. Bằng gỗ chứ không phải bằng nhựa. Còn cái lưng, cái hông kế bên nè, cái hông nè, cái lưng nè. Trời ơi. Nó đẹp mà đẹp quá gì luôn á. Xuất sắc. Cái lưng và cái hông này là Spanted Maple ha. Đó. Chắc em cũng biết Maple rồi. Đẳng cấp quá đẳng cấp. Nhìn nè. Góc nào nó cũng đẹp. Nó y chang con C5 Limited. Nhưng giá thì chỉ bằng 2/3 thôi. Quá bất ngờ luôn đúng không ạ? Trời ơi nó đẹp ghê chưa. Cái bộ khóa cũng vậy nè. Xịn toàn bộ luôn, quá xịn luôn. Mà giá thì nó rẻ, mình công nhận con này giá nó rẻ thôi. Chưa đâu nha, mình sẽ gác cái đàn qua một bên. Đó. Và thêm một cái điều hay ho nữa. Hiện tại là ở Việt Nam mình chỉ có 3 cây như thế này thôi. Chỉ có 3 cây như thế này thôi. Thì mình may mắn mình mới sở hữu được một cây. Còn đâu đó hai anh trên Sài Gòn thì người ta có được 2 cây. Còn mình thì được một cây thôi. May mắn lắm mới được cái này. Đó. Thì cái mẫu này là mình theo mình hiểu là tại sao mà nó là có 3 cây. Tại vì đây là cái mẫu mà mẫu thử mà thì bên nhà sản xuất họ đưa về Việt Nam mình. Nhà sản xuất họ đưa về Việt Nam mình để thử nghiệm là bán có chạy hay không. Nhưng mình chắc chắn là nó sẽ chạy vì giá nó rẻ hơn C5 Limited. Nó rơi vào tầm 11,5 tới 12 triệu thì con này có 8,5 triệu thôi. Không có lý do gì để bán không chạy. Nhưng mà đây là cái con này mình được, cái con này mình người ta cho mình người ta để cho mình bán thử. Nhưng mà nó quá đẹp. Thì hiện tại là Việt Nam mình chỉ có 3 cây. Đó. Quá xuất sắc luôn. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì alo mình. À bây giờ từ từ. Tiếp theo là nhà sản xuất họ tặng cho chúng ta hẳn về một cái một cái bao. Một cái bao của cây đàn luôn. Galena. Một cái bao rất là xinh xắn xịn sò. Bao chống sốc. Đây thế này. Và trên đầu nó có cả cái hộp. Này chưa đâu. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ở đây là cục sạc của cục pin anh em nha. Cục sạc của cục pin lúc nãy đó. Hết pin thì sạc. Hoặc là anh em ra mua thêm một cục sơ cua nữa. Là đang sạc cục kia thì sạc cục này. Sạc đây, còn cục kia để gắn ra đàn. Cục sạc. Còn cái này thì là cái dây sạc. Nhưng mà mình không hiểu nó là cái dây sạc cái gì.
Nãy giờ tìm cái lỗ chưa ra, chắc là người ta để nhầm hay sao đó. Tìm cái đạp. Rồi, cái này thì chắc người ta gửi nhầm cho mình, chứ không phải là dây sạc, vì cái này có cục sạc rồi. Đấy, quá đỉnh. Và giá ra đi cho một sản phẩm như thế này thì mình hiện tại mình sẽ bán con này với giá là 8,5 triệu. 8,5 triệu là quá rẻ anh em nha. Vì khi anh em cầm một cây cộng đôi 3C5 Limited thế, nó cũng rơi vô tầm giá là 11,5 triệu tới 12 triệu gì đó rồi. Thì con này nó y chang mà, mình nói là nó y chang, nó khác cái thương hiệu thôi, với lại khác có cái bavel với là cái này thôi, còn cấu hình chất liệu là y chang. Cái action nó tuyệt vời lắm nha. Action của nó là, các bạn coi nè, cái action nè, nó vừa phải, action vừa phải, nó tạo lên một cái, nghĩa là cái dây nó cũng, nó làm cho tiếng đàn nó đanh rõ đã lắm. Đó, đó là cái action của nó, nó cho ra cái tiếng rất là dễ chịu. Thì giá ra đi cho em này là 8,5 triệu. Mình bán với giá 8,5 triệu là giá thử nghiệm ban đầu đó. Ok, anh em nào mà nhanh tay đặt hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0373744385, hoặc đến trực tiếp shop để xem, là tại địa chỉ là Sound Hit Music, 747 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc là kết bạn Zalo với số điện thoại trên của mình luôn. Và bên mình sẽ bảo hành 12 tháng cho anh em, và có ship code toàn quốc cho anh em. Trong khi trước khi nhận, nghĩa là khi nhận hàng, các anh em được mở hàng ra để kiểm tra và test cho thật kỹ rồi mới thanh toán tiền. Và bảo hành 12 tháng. Và xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi clip của mình, và hẹn gặp lại các anh em trong những chương trình sau. Và thấy những clip mình nó có mang tính bổ ích cho anh em thì anh em xin cho mình một lượt like, một lượt theo dõi và chia sẻ. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều.